Đấy. Một cái tô mà nó đầy như vậy luôn. Nó đầy như vậy luôn, chưa bao giờ mình ăn luôn. Mời đại gia đình. Trở lại với lại đậu hũ thối của Nga. Mời đại gia đình nha. Một miếng hơn, thử ơi. Hello, xin chào đại gia đình đã đến với kênh Nga Sư Muốn Tiếp Theo ạ. Bây giờ mình đang có mặt ở trong một cái khu đại đô thị, cực kỳ lớn của thành phố. Mình thấy là khu vực này là cực kỳ là cao luôn. Những cái tòa nhà cao tầng như vậy nè bé Mon. Đấy là phải nói là rất là sầm uất. Con đường này là con đường mọi người có thể là đi bộ. Mà Nga phát hiện ra nữa con đường này là xe hơi vẫn chạy vào. Mình cứ tưởng đi bộ mình đi ngang ngang giữa đường mày nè. Một hồi xe hơi nó bíp kèn cái thoát cả trái tim. Mình đi vào bên trong này ha. Bên này lớn lắm, mấy khu vực này cực kỳ lớn luôn. Ấy bữa mình sẽ đi mua thêm một cái giỏ khác để mình đựng này. Theo mình, theo thời gian nhìn nè, ăn bao nhiêu cũng được nhưng mà chưa chia sẻ là gia đình này gần đứt dây rồi. Có sao nói vậy nha. Mua cái khác. Nhưng mà cái tô thì không thể nào đổi được. À, cái tay hay quá ha. Dễ thương quá. Tập. Ở đây là bán rất là nhiều là lẩu của thành đô. Cũng là một cái khu vực cách Trùng Khánh mà bao xa mấy Mon? Hơn 1.000 cây. Đấy, hơn 1.000 cây số. Đúng rồi, nó là hàng xóm với nhau đại gia đình. Nhưng mà mình muốn đi rồi mình chia sẻ thôi. Quá là vui luôn. Ôi, cái đó là cái gì mà đẹp chưa Mon? Chưa thấy có cái quán nào mà lớn mà đẹp như vậy luôn á. Wow, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng. Đẹp thật sự. Ở trong hình như là bán nhiều đồ ăn vặt lắm. Wow, em bé chim. Bánh này như là bánh nếp á. À, ở trong là có thịt nè, mà ở trong là có nguyên thịt, mấy Mon nhìn đi. Ừ. Đi vào bên trong hiểu lý do tại sao mà cái tòa nhà này bự rồi. Thì tại vì nó lớn quá. Ôi, ở đây là xôi thịt khấu nhục nè. Nị hò. Đẹp chưa? Đây là đậu hũ thúi nè Mon. Ăn không? Em ăn không? Ăn được không? Ok. Chắc có chấm mai nè. Dầu sữa cơ 10. 10 miếng đậu hũ thối là 20 đồng. Đây là mô hình nè. Cái này cũng là hàng giả nha. Cái này cũng chỉ là mô hình thôi nha. Làm rất là giống thật. Còn ở dưới đây mình... Sen chin nè. 20 yuan. 20 đồng. Đây. Bộ dao. Đây là... nó xoan là bao? Cái này là xôi nè Mon. Ở khu vực này rộng ghê ha. Cho nên mình nói là mỗi lúc mà mình đi tới đâu là mình sẽ thấy khám phá ra nhiều cái điều thú vị lắm. Như bên này mấy bạn đang ăn xiên nướng nguyên một cái thau luôn. Ôi, cũng không bữa giống Mon nè, bên đây là cào cào mà chiên giòn như vậy đây. Ui, con này dám ăn không Mon? Không. Chứ sao mà trùng nè. Cái trùng hả? Uổng cung. Con tích đó là gia đình. Con rắn con nè, con nhồng nè, con dâu tầm nè, đầy đủ luôn. Nhưng mà Nga không dám ăn đâu. Đi xa lạ miệng ăn ứ hừ, còn bên đây đang ăn xiên que, những cái xiên que khổng lồ. Đang làm đậu hũ thối nha, thử cái món đậu hũ thối nha. Mình hỏi bạn ấy có bị thối không, bạn nói là không. Chỉ là cái vị, hương vị thôi. Đây là mô hình luôn nè. Rồi được nha. Ừ, cứng nhắc à. Dễ thương quá. Ê như là trùng trùng điệp điệp như ngọn núi cao vậy mà. Các bạn
黑色主义的就是日本，要吃啥呢？好，好，没说都是棒味辣的哦。你要折耳根香菜吗？要。不过我说的是他们那一份啊。是啊。 感觉收益明显少多了，不知道怎么盈利。要不要？这什么？折耳根鱼腥草要不要？可以啊。啊，这rễ rau diếp cá。OK OK， món ăn mà. Ngon rồi đó. OK. Đây là rễ rau diếp cá. Hay ha, hoàn thành xong cái của mình rồi. Thank you. Man ơi. À, chị em mình tiếp tục đi nha. Lớn ghê gớm luôn. Đầy đủ luôn. Đây là mực nướng. Trong đây rất là ồn, thật sự rất là ồn luôn. Quá là xuất sắc luôn. Wow. Càng ngày nó càng to ra luôn á. Ở trong bá ồn mình không thể nào chịu nổi luôn. Này, đậu hũ thối. Mời đại gia đình nha. Ngon. Đúng rồi. Một miếng thôi. Nó không có thối gì hết. Nó không có thối gì là mình suy nghĩ thôi. Nó bình thường rồi. Nhai rau giáp cá vô nữa. Rất là thơm. Đây mình kiếm đồ ăn của mình nha. Giòn. Có chua nhai luôn. Quả đông luôn. Có nhiều bạn đứng chụp hình lắm, làm model, nét top model đúng không? À.
Bây giờ là 6 giờ tối rồi, mình cho mọi người tha hồ mà nặng ngắm mỹ nhân nha. Ồ, ở khu vực này sao người ta lại chụp hình nhiều dữ vậy ta? Sao ở khu vực này người ta chụp hình nhiều quá vậy? Là một con đường dài luôn á Mon. Và mấy bạn trẻ Trung Quốc rất là thích chụp hình ở khu vực này. Nè, chị em mình đi tìm đồ ăn đã. Nè, xuống cuối hành lang này luôn nè. Chị em mình muốn qua đường khó đấy. Đúng rồi. Giờ 6 giờ là bắt đầu là giờ tan tầm. Mọi người đông như vậy. Đông khiếp thật đấy. Bây giờ Nga không quay phố nữa, Nga sẽ đi ăn cái gì đó rồi, đói lắm rồi. Ờ, à, sorry. Dạ, sumo, chiếc bụng không đáy. Mình biết là mình ăn cái gì rồi đó. Ai gì nghĩ hồ? Ê, nhìn mơ, vô lại. Nga thấy là bạn này đang gói tô thịt tôm nè. Wow, rất là điêu luyện nha. Đấy, tại sao mình nghĩ là món này rất là ngon. Một hồi nữa thì Nga sẽ order. Còn mình ăn số lượng như thế nào thì hôm nay mình thử thách coi bản thân mình có vượt qua được cái số lượng mà mình trước đây đã mình từng ăn chưa. Hôm nay là có lẽ là mình sẽ cố gắng. Nếu mà không qua được cái giới hạn của mình thì mình coi như là ừ, đó là một cái điều mà mình làm được tới đó thôi. Còn nếu như mà thành công thì mình cũng biết là khả năng mình đến đâu rồi. Đấy. Nga thấy là tôm tươi, thịt quá là tuyệt vời luôn. À, bây giờ mình sẽ phép vô order nha. Mình sẽ đi ăn món há cảo nha. Hello. Xin chào mấy dân à. Wow, món há cảo à. Xin chào hải dầu mà. Mình tua mau và khai hãy xem. Để mình coi thử coi há cảo của gì là. Ba. Làm cái phần mới mình sẽ nhờ cô là làm cho mình một phần mới để mình quay. Quá mệt rồi. Và cô bỏ rau vô đây nè. Đến thành đô này cũng là một nổi tiếng là món há cảo. Hôm nay thì Nga cũng xin phép là trải nghiệm khu vực này lớn quá luôn. Nhưng mà mình đi mãi để mình có thể là tìm được một cái nơi không ồn ào, là chỉ có nơi này thôi. Cô là ở đây bán như thế nào ha? Ai vậy chơi lì mai chờ mắm mai nào? Hả? Y phân tua sào xẻ. Y phân tua sào xẻ, nó có. Sáu ba yên. Y phân 18 đồng một quà một phần. Y phân dấu chỉ cơ nào? Sứ ơ cơ. Sứ ơ cơ. À, nhìn đói bụng rồi. Nhìn là rất là đẹp mắt luôn ấy. Hấp dẫn không đại gia đình ơi. Đấy, khách rất là đông. Sẽ ăn thử đầy cái tô của mình luôn. Ủa cô, không đủ. Ủa cô, ai vậy? Lại bây giờ mình nói là chừng này với mình là không đủ rồi thì cô đang lấy thêm cho mình. Ai ai vậy? Ôi, tròn màn ba. Dạ, yeah, lại. Dạ, nó nặng quá, thái trúng rồi. Ok. Ủa, dạ, tròn màn đó. Mình muốn là ăn đầy luôn. Dạ, tròn màn đó. Chân đó. Đang hội ý cá nhân. Tròn màn mà. Dạ. Ờ, chạy vô lấy rồi. Ha ha ha. Và hơi nó cơ thang à, mà giấu hơi nó cơ thang sợ gì cũng giao thay sẵn rồi. À, bây giờ là đổ cái mới của mình. À, bà chủ nhìn dễ thương quá, trẻ măng. Hello.
đang đếm. Bố cô, chưa đủ, lấy nữa đi coi. Chuyển bố tao về, đổ hết vô luôn đi. Tôi sầu là, ok. Tôi sầu là, 80 là ok là, 80 cái. Cái xoay thang mà. À, nước này nước lạnh. Nó có thang cũng cho thay sáng là mình nói là đừng có cho cái canh nó mặn quá. Và dấu hơn nó có thang được. À, không có cần cay lắm đâu, mình ăn đơn giản thôi. Rau này là rau gì bé Mon? Rau cải dầu. Rau cải dầu. Dầu sai chứ bà, chứ có sai chứ dầu sai. Dầu sai chứ mà. Dầu mai sai. Vậy. Ngồi chỗ kia kìa, lấy cái bàn thôi, nãy nói rồi. Đầy cái tô luôn rồi. Ừ hử rồi. À, la mà. À, không đó. À, ít tiền tiền, ít tiền tiền, ít tiền tiền. Sao ít tiền? Sao ít tiền? Sao lâu? À. Không giao à, vô giao được. Giao. Giao. Tôi tiền mà. Tôi tiền mà. Ngoài lại. Rồi. Đó có Phan quay men. À, Phan chơi. Đấy, dưa chua. Ok, à, ok, lại ba. Xào xin lo. Bé nổi không trời? Nửng tay mà. Hình thang đó. Hình thang rồi. Qua chơi chơi bên đó. À, căn xảy qua chơi này. Phan chơi bên qua chơi này vũ răng đó. Qua sang chơi chơi này là căn xảy này vũ răng đó. OK. Ai cũng rất là ngạc nhiên đó chị nghe ai cũng. OK mình thử nha. Bữa nay là 80 cái này là rất là lớn. Lại. Nó chào Trần Xuệ Ơ. Ê mời cả nhà nha. Mời đại gia đình. Ồ không. Rất là nóng. Chưa bao giờ ăn một cái tôm mà nó đầy như vậy luôn. Nó đầy như vậy luôn, chưa bao giờ mình ăn luôn. Đây là lần đầu tiên á. Mới vừa bê ra lò nên rất là cực kỳ nóng luôn. Thử cái nước này nha. Nước uống được mọi người. Nước ngọt. Nó mềm mềm mịn luôn á. Là cái há cảo nó mềm mịn luôn á. Thấy rõ không em? Không. Ừ, thần thánh. Mình
Bữa này không phải là thử thách cho nên mình sẽ ăn từ. Phải giao lưu sơ đó. Ừ, vừa giao binh đỏ. Mình lấy cái chai nước ngọt. Chưa hoàn mà. Chưa tẩu hoàn mà là hỏi là ăn hết không? Chưa bu hoàn. Chưa bu hoàn à? Ờ, ăn không hết. Chưa bu hoàn có phải được phê hả? Ăn không hết. Rất là nhiều. Giờ nó nóng quá. Nghe phải vớt ra như vậy ăn rụng răng luôn á. Cái này nó không thể nào bốc hơi được. Bé Mon hiểu không? Đây mình sẽ múc ra những cái chén nha. Một chén nè. Ở trong đây nè, há cảo này còn có cả tôm thịt nữa nè, bé Mon thấy không? Này. Là có những con tôm ở trong này nữa cho nên cái phần này nó hơi mắc hơn những cái chỗ khác là vậy. Chỗ khác bán có 12 đồng thôi. Hi wo. Ah, wo na, wo wo. Say hello. Tám mươi cả. Lưới vào nha. Mà nó đúng á, ở Thành Đô với lại Trùng Khánh với lại Tứ Xuyên á là ăn giống nhau nha, vị giống nhau. Láng giềng với nhau, đúng không? Bà chủ muốn xem cái video này nhưng mà tiếc là mình muốn coi là phải có mạng quốc tế mình mới coi được. Rồi đây là mạng của người Hoa, mình không có lên mạng người Hoa được. Số lượng này là khủng khiếp với mình luôn, từ trước đến giờ mình chưa bao giờ ăn một cái số lượng nhiều đến như vậy. Đó, hy vọng hôm nay Nga sẽ vượt qua được, còn không thì cũng là biết giới hạn của mình. Biết giới hạn của mình ở đâu? Thật ra tôi nói là mình ăn rồi để cho bạn Mon ăn thêm, hai người cùng ăn. Tí quay cho bé Mon nữa. Tôi chưa đo à, mình không biết nữa. Ừ.
Dạ. Phía sau rất là nhiều người mon ạ. Xin phép được cứ múc dừng ra đây đi, rất là nóng. Không thể nào mà mình ăn mà liền một hơi được. Bao nhiêu bát đầy nha, nãy giờ mấy bát rồi mình cũng không biết nữa. Full luôn. Ai vậy? Đó kể qua chị có hoàng bà. Lấy hai cái này. Sao lại cơ? Hả? Sao lại cơ? Hả bé? Nhiều khủng khiếp nhiều luôn. Thái thang là ai vậy? Rồi. Đây, múc ra. Còn khoảng 2 chén trong này nữa. Không quá. Cái rau này cũng ngon lắm anh. À. Ôi nghe cũng thích lắm. Nó mềm mịn luôn á. Rồi hả? Lưỡi Nga mất vị giác luôn á. Ờ cũng được rồi. Mon để ý quá, cảm ơn em. Cái dưa chua ngon, nó xin một ít nha. Ai vậy? Á kiểu quê toàn xoan xoay mà. Xoay cái gì để xoan xoay? Con cái, con cái này cái xíu hả? Con cái này mẹ mà. Cái không chơi xíu hoàng mà. Xíu hoàng mà. Ờ, cái này là... Ờ, xe xe này. Có lắm à. Muôn tụ bon, thank you. Nó ngon lắm. Đồng là 12 cái, 80 cái là bao nhiêu tiền? Tính giùm nha. Nhiêu? 126 đồng. 126 đồng. Rồi. Hơn 400 ngàn. Hơn 400 ngàn tiền Việt Nam đúng không?
有冰水吗？冰水，冰冰水的。冰水啊。啊。啊？人家说冷呢。现价的，我要放矿泉水。矿泉水好吧。Thank you. Ở trong có thịt tôm á, ăn nó giòn sực sực đảo. Thời tiết này nóng thật sự. Nhưng mà nghe công nhận là đông nha. Đó là ở đây đó, em thấy đường đi mọi người đi tấp nập luôn cái này á. Sao mà có thể là đông đến như vậy, hàng quán nào người ta cũng đến ăn hết. Không có đang ngạc nhiên chị nghe. Không có kiểu như là mình ế ẩm gì đâu. Hello. Ok, lên em quay giới thiệu giùm cái quán. Em bé dễ thương quá. Hello. Hello, say hi bà. Tại cơ trao hư mà. Tại cơ trao hư mà. Ai. Đúng là không hổ danh là ẩm thực của Trung Hoa, ẩm thực của thành đô. Rồi, cơm lòi ra. Nó bốc khói như vậy. Không sao. Lỡ rồi chơi luôn. Nhưng mà cái nước ở đây nghe phát hiện là nó hơi mặn. Nước dùng ở đây người ta sẽ nấu mặn đi một chút. Thôi miếng thịt nè ngon. Để làm cho mâm phần mang về ha. Cho em nhiều rau nhé.
啊。 Cô đang xin cái kênh của mình. Ok. Rồi chỉ còn nước thôi, tí mình sẽ uống nước thôi. Mấy cô thì có lát đây về em qua em nói em lấy hàng chị Nga một cái khoai sổ này với nước. À. Alo. Alo. Hôm nay là Nga quyết tâm Nga ăn chậm. Nói là mon. Còn những cái mảnh lá vụn như vậy hả? Nào. Chiến. Mình biết giới hạn của mình ở đâu rồi đấy. Ê, hôm nay là mình phải nói là mình ăn một cái số lượng là từ trước đến giờ Nga chưa bao giờ ăn một cái số lượng mà há cảo nhiều đến như vậy. Thật sự mà nói đấy. Cho nên nếu mà đại gia đình có yêu thương thì xin hãy cho Nga một cái like, một cái đăng ký để mà ủng hộ cho Nga cùng với lại Mon Vlog có những động lực làm những video tiếp theo. Thì thôi bây giờ cũng như là câu Nga Sumoy nói, không phải là thức ăn không ngon mà là các bạn chưa tìm được món mình thích. Quan trọng mình ở đâu và ngồi cùng với ai. Vượt 1.000 cây số, hơn 1.000 cây từ Trùng Khánh đến Thành Đô, đáng đồng tiền bát gạo cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại đại gia đình thân yêu trong những video tiếp theo. Chào cả nhà thân thương nha. Xin chào cô, bye bye. Cảm ơn đại gia đình đã yêu quý kênh Nga Sumo nha. Nếu mà được thì xin cả nhà hãy cho Nga một cái like, một cái đăng ký, một cái chia sẻ nha. Yêu thương cả nhà nhiều lắm. Love you.